Jolly Mac Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ninh Thuận là vùng đất của gió, của nắng, của những bãi biển xinh đẹp không ngừng vỗ về tâm sự cùng những bờ cát trắng. Xin chào Ninh Thuận! Ở đây đẹp quá, gió mát kinh khủng. Em nhìn thấy cái viên đá giống như là cái đảo màu đen đằng kia không? Cái đó đã tồn tại 1 triệu năm. Được xem là thủ phủ của nho với rất nhiều vườn nho nổi tiếng. Đặc biệt vào mỗi mùa nho đến lại thấy bạt ngàn màu xanh. Nhắc tới Ninh Thuận này là đầu tiên là phải nhắc tới nho, bởi vì ở đây là nó nắng nên là trồng nho nó rất là chuẩn. Lùng lẳng bên dưới là những chùm nho mọc nước. Và hơn hết, Ninh Thuận không thiếu những đồi cát đẹp phẳng lì, những bãi biển hút mắt với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ đầy thơ mộng. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng 4 chàng trai khám phá những điều vô cùng thú vị ở nơi đây thôi nào. Nước mắm hương Việt, gói trọn tinh hoa của biển cả trong tuyệt giọt nước mắm Coca-Cola tươi nguyên chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thơm hương truyền thống. Jolly Mac Food, gia vị cuộc sống. Xin chào quý vị khán giả của ẩm thực kỳ thú ngày hôm nay. Chúng em đang ở tỉnh Ninh Thuận và địa điểm đặt chân hiện tại đang là Hang Rái, một địa điểm check-in rất là nổi tiếng và rất đẹp của tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay anh em cảm thấy thế nào? Ở đây đẹp quá, gió mát kinh khủng. Đặc biệt là rất là nhiều đá và nói chung là chắc là chụp hình check in sướng lắm ha. Mà nè, nãy giờ là anh giới thiệu là Hang Rái, mà tụi em có hiểu tại sao gọi là Hang Rái hay không? Rái ở đây nghĩa là gì ta? Rái. Hang Rái là bởi vì là ngày xưa ở đây ấy là có rất nhiều rái cá biển đấy. Rái cá. Là tập trung ở đây sinh sống. Rái cá. Nhưng mà bây giờ thì có thể là do điều kiện thiên nhiên hoặc là nhiều thứ không hợp nữa thì nó không còn đây nữa. Bảo sao nãy giờ em không thấy con rái nào? Với lại ở dưới này là biển, chỗ này nó cực kỳ mặn luôn. Cho nên là ngày xưa mỗi khi biển cạn là người dân ra đây lấy muối á. Dừng lại. Em nhìn thấy cái viên đá giống như là cái đảo màu đen đằng kia không? Nhìn giống như con ruồi. Nhìn giống con ruồi. Em à, cái đó đã tồn tại 1 triệu năm. Yeah. Ta cô đơn đã 1 triệu năm. Xung quanh đây toàn là đá. Ê. Trước mặt ta là camera. Ê. Thôi giờ thì chúng ta sẽ đi chụp một vài tấm hình ở địa điểm này. Sau đó là sẽ đi khám phá tiếp nha. Ok, đi. Đây. Lên cái đỉnh cao kìa. Cho em quay mấy cái cảnh ở trên này. Tiến lên. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vời. Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng. Để đến nơi ngày vinh quang không còn xa. Lên đỉnh rồi. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ẩm thực kỳ thú. Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Jolly Mac Foods đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì ngày hôm nay theo chân tụi em khám phá hết Ninh Thuận thôi nào. Wow. Đi. Thôi. Tùng. Đi ăn nè. Ủa đi ăn hả? Ừ. Đi ăn liền chứ đói quá thiệt á. Đi ăn đi, chụp cái gì á. Em ngửi thấy mùi thơm chưa? Ôi rồi. Gần tới quán rồi mà ngửi thấy mùi thơm này biết là quán ngon. Quán này đây, đúng không? Chính xác. Cái này đây, bánh căn. Ôi. Em chào chị.
mỗi người ăn mấy cái? Khoan, mình hỏi chị coi đây mình có loại gì. Bốn loại nha. Bánh mực, bánh thịt, chút cúc này, chút vịt, chút thịt gà, chút đánh ra nè. Vậy cho 1, 2, 3, 4, 4 cái mực, 4 cái heo và 4 cái không ạ. Dạ, cảm ơn chị. Chị ơi, cho em trứng cút, chị làm cho em lòng đào nha. Chị làm cho em lòng đào nha. Gọi gì ác ôn vậy? Dạ. Hỏi hả? Trứng cút mà làm lòng đào. Ngon lắm. Trời ơi. Vậy 4 cái lòng đào nữa. Rồi, đó luôn, ok. Ở đây em thấy cái có cái nồi canh cá là sao? Cá vậy? Cá đang bánh nước canh. Cá hả? Cá thôi chứ không. Nhưng mà bỏ vô chén hay như canh vậy thì mình mà bánh thì mình ăn. Hay hả? Ôi, hay quá. Thôi đi vào đi cho chị chào khách. Rồi ngồi đi. Đây. Ở đây là người ta có mắm cá sẵn rồi nè. Chị dễ thương quá, niềm nở quá. Bước vào quán ăn mà gặp một chị chủ quán như vậy là mình cảm giác là muốn ăn liền. Đúng rồi, cái này chao đúng không? Nhanh quá, À mắm tương. Mắm tương. Ủa cái này ăn thế nào hả cô ơi? Mắm là bánh mực này, dạ. Hai giá này này, giá bánh nếp vô là tôi ăn. Bánh trứng này là ăn mắm này nó ngon hơn. Là một chiếc ăn mắm nêm với lại cái này ngon hơn. Một giá là một giá đầy hả cô? Một giá đầy đó, hai giá với cá. Ok, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Em à, tháo mắm trứng ra để em nhìn cái bánh nó màu đen hết. Em quên. Trời ơi, một thế giới khác luôn anh. Nãy giờ em cứ hình dung là cái thế giới của mình. Bánh canh bóng đêm hả? Trái này trái quái gì ta? Trái muối hoặc trái bí hỏi cô coi. Không biết sao hình tròn. Trái này trái muối mà cô. À dưa hồng. Nghe lạ nhờ, sao em chưa nghe bao. Nghe ngon ghê, người yêu cũ em cũng tin hồng. Nữa, mà lăng nhăng nó vừa thôi. Nhưng mà tại vì em tìm hiểu, còn đỡ hơn yêu một người hoài mà chưa cưới. Thôi chúng ta tập trung ăn đi, đói quá rồi. Rồi ăn cái bánh mực thử coi. Cái này là cái trứng lòng đào hồi nãy anh nói đúng không? Mọi người ơi, mọi người nếm thử cái nước này đi. Ngon lắm à? Nó thơm, ngon. Quên mấy cái nước này là nước gì à? Nước tương đúng không? Tương gì à? Tương bần à? Lòng đào nha mọi người. Chấm mấy cái nước này. Quên mấy rồi. Ăn ngon, ngon. Mọi người nha, ăn kèm với xoài nha. Ngon quá, chấm thử cái trứng rồi với cái nước nào. Nó ngon kinh khủng khiếp luôn. Cảm giác như bánh canh thì ăn nó mềm hơn là trên Đà Lạt đúng không? Nó mềm đó. Chấm cái này, cảm giác nó mềm hơn. Em muốn ăn hết nguyên cái quá. Mấy trứng lòng đào và hết nguyên cái mới đã. Anh thích ăn này hơn. Đúng rồi. Đúng gu à. Cái này ngon rồi. Chấm cái này ngon hơn. Không. Tùng em thử chấm này đi, ngon lắm. Nhưng mà riêng cái quán của chị này em thấy có nước chấm này lạ. Cái này nó có mùi béo béo của đậu phộng. Dạ đúng rồi. Chấm cái nó ngậy là cái mùi trứng nó thơm. Những người mà thích ăn béo rồi đó, ăn cái này rất là thích. Còn này là gần giống như cái vị nguyên bản là nó làm mắm, làm nó chan thêm nước cá vô. Ngon. Với lại ăn vào buổi sáng rất là hợp. Vì cái bánh này anh thấy nó mềm này. Chấm cái này chấm cho nước vào cái nước thì nó ngập đi xong ăn nó không bị ngán. Này ăn được mà đúng không mọi người? Đúng rồi. Bí đào. Cái hồng. Ừ, anh no chưa? No hả? Chưa no làm no anh ạ. Anh đi xong rồi chúng mình đi tiếp. Đi đâu anh? Hả? Đi đâu về đâu? Đi đâu rồi từ từ biết. Ừ. Ăn hết luôn nha mọi người. Rồi thế lại tranh thủ thời gian mấy anh em ăn anh ra anh tính tiền trước nha. Ok. Ôi của con bao nhiêu tiền ạ? Tham bố lắm. Bây giờ hai ngay nha. Bây giờ như hai bánh chị tặng hai em. Không, không được. Không, chị tặng em. Không, em không. Không, không. Tụi nó làm ra tiền lắm chị ơi. Tụi nó làm ra tiền lắm. Em này không làm ra tiền nhưng mà tụi nó tặng em đấy, em cảm ơn chị nhiều nha. Chúc quán của chị buôn may bán đắt, ngày nào cũng đông, đông quá trời đông. Chị nói là mọi người ăn ngon là được rồi. Với lại một người đẹp trai như anh tới quán. Một người đẹp trai như anh tới quán. Hôm nay chị mời. Wow, hiểu luôn hả? Ừ. Để em ra, tụi mình ra giao tiếp với chị. Coi như là hôm nay thôi được rồi. Chị không lấy đâu. Hôm nay coi như là anh bán nhan sắc. Bán nhan sắc. Để anh mời tụi em. Đi, thôi đi tiếp, đi tiếp đi. Đi. Vườn nho nhưng mà nhìn xanh mướt luôn kìa. Cái này là vườn nho đúng không mọi người? Hả? Vườn nho hả? Kìa kìa kìa. Thôi. Xuống đi. Trời ơi, xuống Ninh Thuận mà không hả? Trời may á. Ăn nho là không còn là gì cả.
cho con xuống cái xíu nha bác tài. Em mới biết luôn á, nho Ninh Thuận ngon lắm anh. Ngon lắm. Ngon, em ăn trong vườn là em tự hái trên cành em xuống em ăn luôn. Trời ơi, xịn nha. Ồ. Bao la quá ha. Ờ, đây này vườn nho này, xuống xuống Khánh ơi. Xuống anh ơi. Đi. Tôi đi tham quan. Đi đi đi. Là đầu tiên là phải nhắc tới nho, bởi vì ở đây là nó nắng cho nên là trồng nho nó rất là chuẩn. Em nghe nói là cái đất nó phải khô thì trồng lên cái trái nho nó mới ngọt được. Hôm nay đến tới vườn nho, trong lòng quên hết âu lo buồn phiền. Hay quá. Chào chị. Em chào chị. Dạ, tụi em nãy giờ đi thấy vườn nho đẹp quá thì mới phóng vào. Bây giờ là tự đi khám phá một chút xíu rồi thì có gì không phải chị tha thứ tụi em nhé. Tha thứ tụi em nhé. Không sao, em muốn bán mà. Tụi em là những anh chàng đẹp trai tới từ chương trình Ẩm thực kỳ thú. Hôm nay tới với vùng đất Ninh Thuận thì là phải nhắc tới nho rồi. Thì chị có thể chỉ tụi em hái nho rồi tụi em sẽ mua nho luôn được không ạ? Được, cái đó thì được. Đấy, dễ thì bây giờ mình lấy giỏ, mình lấy kéo, mình đi cắt nho nha. Dạ, dạ, dạ. Đây là mỗi người một cái giỏ và một cái kéo. À, mỗi người một giỏ, một kéo. Dạ. Cái này giống mấy cái giỏ của mẹ mình hồi xưa hay đi chợ. Đi chợ đó. Nho này là mình được hái rồi đúng không chị? Dạ, nho đây là mình tự cắt, tự chọn tại vườn luôn. Ví dụ những chùm nho thế này là nó đã rất là mềm tay, chỉ thích hợp để làm rượu. Và những chùm nho mà đỏ mặn như thế này nè là nó rất là giòn và cứng ngọt, mình ăn vô cái vị nó giòn và ngon lắm. Khi mình bán như thế này là mình đã cắt thuốc rất là đầy đủ và an toàn. Nên đôi khi khách đưa người ta thích quá, người ta vẫn hái một cái ăn như thế này. Ôi chị là cầm tay hái nó xưa rồi. Ăn nho thiên nhiên là phải thế này. Cái đó là khó nho đó. Mình sao đó, mình cắn cái này nè. Lấy tay vặt, lấy này chùm này dở rồi này, thì vặt luôn. Đấy. Trời ơi, trái nho nó còn tươi ngay trên cây luôn. Ngọt quá. Đây, thử xem có thả nó vào mồm. Ngọt quá. Thả vào mồm. Góc độ này anh vừa thấy trái nho mà anh vừa thấy lông mũi của em nữa. Hòa miệng vào nhau hay lắm. Đẹp lắm. Cái chùm này rồi thì cắt luôn. Bây giờ cắt như nào chị? Anh cho em khai trương đi, cho em khai trương đi. Mình nhìn cái này và nhìn cái cuốn đây nha. Mình cắt ngay cái cuốn nho. Mình đừng có cắt cành nho, nó sẽ được sau đó không ra trái cho mình ăn nữa. Cái cuốn là cái này đúng không? Đúng rồi, đành đỡ cho. Tiêu nhập đó. Rồi, nó phải đỡ nhẹ nhàng thôi. Mà làm sao để mình là phân biệt được loại nào để làm cái gì? Thì đây, những cái mà nó chín như thế này nè là nó đã lên màu rất là đẹp và ngon. Còn những chùm như thế này nè là nó đẹp xanh. Không phải nó xanh mà kiểu như nó đã bị người ta rời nhiều quá. Và cái phấn của cái nho nó đã tróc đi. Nó không còn giữ được cái vỏ nho của mình nó ngon nữa. Nên nó sẽ bị mềm tay, chỉ thích hợp để làm rượu. Cái nho này thì gọi là nho gì hả chị? Nho đỏ. Nho đỏ. Ở đây Ninh Thuận mình thì có bao nhiêu loại nho? Ninh Thuận mình có 3 loại nho. Một loại là nho đỏ, một loại là nho xanh và một loại nho hồng. Em có bạn này ở đây là trồng nho hồng ấy. Dạ. Là cái đầu đuôi cũng là màu hồng, bên trên màu xanh. Đúng rồi. Ngon, giống như giống mới đúng không ạ? Dạ, có một cái bài hát về nho luôn á. Nó hay lắm. Như chiếc giò đo chờ đầy nho đỏ. Tôi đi hái nho đi. Có thật đấy. Không, mình đi hái đi. cho em hỏi là nho thì em biết là có làm được rượu nho nè. À, làm được là nho khô. Ngoài ra nó còn làm được món gì nữa không chị? Nho thì nói chung là nó cũng đa dạng, nhiều rượu nho, mứt nho, mứt nho khô. Đôi khi em cũng thấy bây giờ cũng có nhiều người là người ta cũng làm cái món nho kết hợp với lại kiểu như món ăn rồi đó. Đi làm sốt nho để làm bánh chẳng hạn. Cái chùm nho mà hình chữ M luôn nè mọi người. Rồi chùm đã ăn ngay. Đây. Nó to gần bằng cái mặt em luôn á. Gần bằng cái mặt em luôn á. Chị ơi, những cái trái cứng như này là nó ngon ăn được rồi. Đúng rồi, những trái cứng như vậy là ăn được rồi đó. Còn cái màu hơi hồng hồng này thì sao? Cái màu hơi hồng hồng á, có một loại nho người ta thường gọi là
sữa. À, cái này là nho sữa luôn à? Cái này là cũng chưa gọi là sữa không, chỉ như là nó đang chuyển thôi. Dạ vâng. Thì nó đang chuyển tới, nó gặp thời tiết là gió nam và gió bắc nó không có được thông nhau. Dạ. Thì nó sẽ ra cái màu như thế này. Ừ. Nhưng mà nếu mình để đúng tháng, đúng ngày của nó là 3 tháng thì cái độ đường nó rất là ngọt và có đôi khi nó sẽ ngon hơn là cái nho đỏ này luôn. Wow. Thế là bây giờ là chưa ăn được cái này đúng không? Chưa. Để có một vườn nho như thế này thì khoảng bao nhiêu tháng là chị, từ cái lúc mà mình vặt lá mà đang trồi lên để có được cái nho bán này? Từ ngày trồng đầu tiên cái cây nhỏ á, từ như thế này, mình trồng lên thế này là 1 năm, và sau đó là 1 năm 3 vụ, 1 vụ là 3 tháng. À, 1 năm 3 vụ là 3 tháng. Thôi bây giờ em nghĩ như thế này, bây giờ mình đi một vòng mình hái nho đi, sau đó mình lại cái quầy cái chị mình ngồi, em thấy có bán rượu nho, bứt nho. Đi 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 đó coi. Đi 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 đi, mình hái nho đi rồi mình lại tới đó. Anh em mình sẽ mỗi người hái một chùm, xong là so xem ai là người chùm là chùm to nhất nha. Ok ok. Chùm này đã to chưa ta? Nhìn giống như con ốc sên này, mọi người thấy không? Cái đầu, cái mai của nó này. Đó. Mình thấy trí tưởng tượng mình rất là phong phú. Đây rồi. Ôi dồi ôi. Chùm này cứng quá. Ui dồi ôi, đây rồi mọi người ơi. Chùm nho to nhất vườn đây rồi. Trái nó chi chít luôn này. Đó, nho sạch, nho vườn nha. Tới Ninh Thuận là phải mua nho. Anh có chùm rồi nhá. Mấy anh em nhanh lên. Chùm này của anh đoán chắc là nặng nhất vườn rồi. Em đang kiếm một cái chùm nho to thiệt là to mọi người. Bây giờ cánh được chưa? Phải quay chị nè. Em phải kiếm một cái chùm to thiệt là to. Cái trái nho nó phải bự như cái trứng cúc á. Anh chùm mình quá to đấy. Chùm này được biết mà, đi nào đi vô. Hình như là chùm nho nó tỷ lệ nghịch với lại cơ thể con người mình. Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi hái nho ngày hôm nay? Rồi anh xin phép để trước nhá. Rồi chùm anh là 7 lạng còn gần một tí luôn chị ơi. Chùm của Tùng 6 lạng em ơi. Rồi của thằng Khánh nhìn hơi sai nhờ. Cái này 2 chùm nhá. Cái này ăn chưa? Chùm đó em, hai chùm Khánh em này công bằng với em 4 lạng. Nó ngược với con người em đó, tỉ và lấy thằng to mà hái nho nhỏ kỳ lắm chị. Wow, hy vọng thế nhờ. Q13 5,5 lạng. Ôi giời, Q13 rồi. Thôi như vậy khi anh hái được chùm là anh Biên chiến thắng rồi. Vậy hôm nay ai mà hái chùm nhỏ nhất sẽ tính tiền hết số nho này. Yeah. Ví dụ cần đóng gói em nha. Rồi ở đây là em có sản phẩm là cây rưa nho. Khúc này là khúc quan trọng này, khúc này là giới thiệu và hấp dẫn để cho khách hàng tới mua nha. Rồi ở đây em có cây rưa nho và rượu nho. Khi mình vào vườn là rượu nho người ta sẽ miễn phí cho mình 1 ly để mình uống. Và cây rưa nho là 5,000 một ly. Uống 1 ly 5,000 thôi là xỉ đánh bay cơn nắng của Ninh Thuận này luôn. Cho em ngay 1 ly nào. Nhưng mà chị giới thiệu như vậy là sai nha. Nho này đang cần nắng. Bây giờ uống vào đánh bay cơn nắng đi là nho đấy là chứng. Nắng quá cũng không có thể được. Là cái nho nó sẽ tự bị lầy ra và nó sẽ hư. Nên cái nhiệt độ hiện giờ là mình đi dây là nó mát như rất là tốt cho nho. Đấy, nói chung là uống 1 ly siro nho thì nắng sẽ như thế nào? Chắc là mình kêu 2 ly siro, 2 ly rượu đi nhỉ? Em muốn thử rượu nho. Mà chị ơi, cái rượu này hình như là nó làm bằng nho hoàn toàn luôn đúng không? Rượu nho thì là mình khai, mình làm là 10 ký nho và 3 ký đường. Và mình lặt ra, mình rửa sạch để cho ráo. Và một lớp đường và một lớp nho. Cứ thế mình ủ trong vòng 4 tháng. Nó lên men. Để trong vòng 4 tháng là mình để bao nhiêu năm cũng được. Còn nếu mà mình uống liền là trong vòng 1 tháng là mình vẫn uống được. Mà em nên biết là rượu nho mà em uống hàng ngày và uống nhiều quá với số lượng nhiều sẽ rất là tốt. Ăn sáng xong mình uống nửa chung như thế này. Và ăn tối xong uống nửa chung như thế này. Nó sẽ giúp đẹp da và tiêu hóa tốt với lại tốt cho tim mạch. Nhưng nếu mà một ngày mình uống nhiều quá thì nó sẽ ngược tác dụng lại ít tim. Đúng, em đã từng bị say rượu nho một lần thì bạn em ở đây mà. Nó mỏi hết khớp, nó ép tim không dậy mà nó mệt. Tại vì mình để ý quá, mình thấy nó ngon và nó nhẹ đúng không? Nó nhẹ kiểu thì uống nhiều đó. Còn đây là siro nè. Tùng, thấy da anh đẹp chưa? Đẹp lên rồi đấy anh ạ. Dạ. Đen đi được một miếng rồi đấy. Dạ. Đen đi được một miếng rồi đấy. Không, đấy, nó lên được một tông rồi. Lên được một tông. Đấy, nó lên được một tông rồi. Xuất sắc, ngon lắm quý vị ơi. Cho em một ly rượu nho. Đúng như chị nói á, đang nắng này, đang nóng trong người, uống một cái ly này, nó mát đấy. Nó cảm giác nó mát từ trong miệng nó xuống. Dạ, cho em xin một ly rượu nho, nho nhỏ. Còn cái này là gì đây chị? Cái đó là mứt nho khô. Mứt nho. Còn đây là muối.
Dạ. Muối nho. Muối nho. Muối tỏi thanh thánh. À, muối tỏi thanh thánh. Tất cả các hạt mặt hàng chua nhang mình trắng với cái muối này bảo đảm nó sẽ ngon cực kỳ. Chị chắc bán hàng là chạy nhất Ninh Thuận này. Vô cái này, vô cái này. Rồi. 1, 2, 3. Vô. Chị đâu? Lớn mình đẹp quá là mình hơn mọi người là làm sao? Lớn mình đẹp quá là mình hơn mọi người là làm sao? Thưa quý vị, ở Hà Lan thì có cô gái Hà Lan, ở đây có một chị rất là xinh đẹp, cô gái Hà Nho. Đúng. Thôi bây giờ mình vô với cô gái Hà Nho một chút nào. 2, 3. Vô. Vậy còn chị cho gì anh nữa không chị? Bây giờ là mình làm siro nho nha. Dạ. Siro nho là mình pha là 1 muỗng mứt nho. Dạ. Và 2 muỗng siro. 2 muỗng siro. Rồi. Và nửa quả tắc. Nửa quả tắc nữa. Còn ai muốn chua ngọt thì có thể điều chỉnh thêm tắc nha. Cái vị nó thanh lắm. Chảy nó ngọt nhưng mà nó không bị ngọt được. Đúng rồi, không bị ngọt quá. Dưới đây là tỏi là mình là cái tỏi này có phải là để mình làm muối cái... tỏi không chị? Dạ đúng rồi ạ. Đây đặt... mình cũng trồng rồi chị. Ninh Thuận á, tuy là nó không có cái nổi tiếng về gọi là tỏi. Dạ. Nhưng mà đất Ninh Thuận thì trồng tỏi nó rất là ngon. Ồ. Nó ăn vô là nó sẽ có cái vị cay đậm của cái tỏi Ninh Thuận luôn. Và nó không có vị nhớt. Nó rất là thơm. Chị ơi, ở đây thì ngoài nho ra, ngoài những món em đã được ăn rồi thì ở Ninh Thuận mình là có những món gì là ngon là chị ẩm thực đó ạ? Thì ở Ninh Thuận thì người ta có thể suy nghĩ tới là cừu hoặc là dê. Cừu cũng ngon, dê cũng ngon, nhưng mà cừu thì thường là người ta hay ăn. Dạ. Và người ta chỉ gồm những món cừu ví dụ như là nướng, hoặc là người ta có thể hầm cá ri rồi vậy. Em chưa bao giờ ăn thịt cừu, hôm nay em sẽ được ăn. Vậy là chị có quen ai mà biết nấu hai món đó không ạ? Em có biết một cái anh đầu bếp là hay tới để lấy nho của mình nè. Để hôm nay có tới mà. Hôm nay hả? Ảnh mới tới để cắt nho với chị đẹp. Ôi, ôi, ôi. Chú là buồn ngủ rồi, chiếu anh mà. Bây giờ đi kiếm anh đi, chúng ta sẽ nấu hai món cừu nướng và cà ri kỳ. Rồi, cảm ơn chị. Giờ dạ, gom hết cho em. Chị gói giùm em nha. Em đi kiếm ảnh xong rồi em vòng lại em lấy đồ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chúc chị mua mai bán đắt nha. Cảm ơn nha. Dạ. Không, phải anh Hiếu không? Nhìn anh như một người tên Hiếu vậy. Trời, hay quá. Rồi hỏi anh thử coi. Dạ, anh ơi, tụi em đang tìm kiếm một người tên Hiếu trong khu vườn này. À, anh tên Hiếu đây. Đấy, anh uống chưa? Em nói rồi, nhìn anh như một người tên Hiếu vậy đó. Anh chào em. Dạ, em chào anh. Dạ, quen quá, phải diễn quen không? Dạ phải. Tụi em là tới chương trình ẩm thực kỳ thú. Hôm nay tới vườn nho khám phá nho đã quá. Ăn ngon quá anh ạ. Thì chị có giới thiệu cho em là hai món cừu ở đây cũng ngon lắm. À dạ. Mà bốn thằng đàn ông này đều không biết nấu cừu. Chị giới thiệu là anh biết nấu thì hôm nay muốn em qua nhờ anh có thể đi tới cái set bếp của tụi em để chỉ tụi em nấu hai món cừu là cừu nướng và cà ri kiều, đúng không ạ? À được, mình cũng đang rảnh. Ồ dạ. Mình cũng đang hái nho để về chuẩn bị những mấy món làm cho nhà hàng mình. Nhà hàng mình đang làm đó thôi. Anh ơi, bây giờ là chắc mình phải đi tìm nguyên liệu cừu đúng không anh? Mình đi tìm nguyên liệu rồi mình nấu. Anh có đang hái nho để tụi em phụ rồi anh. À không, để anh hái thêm một ít nho nữa rồi mấy em cứ đi đi, rồi lát nữa hẹn gặp chị ngay chỗ chị bán nho á. Anh em mình đi mua nguyên liệu luôn. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ, em cảm ơn anh Hiếu. Rồi, chào em, lát nữa gặp lại nha. Rồi, đi ra cho kia lấy. Ok, cảm ơn anh nha. Rồi, em cảm ơn anh nhiều. Anh Hiếu ơi, anh thấy tụi em giỏi không? Giỏi quá, giỏi luôn. Tại vì tụi em không phải là dân cư nơi này, cho nên tụi em là phải đi chợ kiếm những nguyên liệu tươi ngon này, nó hơi lâu. Tụi em nó kiếm được như vậy thịt. Chưa bao giờ mà đi chợ lâu như vậy. Kiểm tra cả nhà. Wow, quá xuất sắc. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nấu cà ri và cừu nướng nha. Thêm cái nho này là để ăn tráng miệng đúng không hay sao ạ? Một là tráng miệng, hai là mình làm xà lách.
À, salad nho. À, à nếu vậy sắc. Bây giờ salad trộn hả? Thì đó. Ui, món nào là món khó anh? Nói chung là món nào cũng không có khó lắm đâu. Mình để cái tâm mình, cái tim mình vô cái món này. Hôm nay chúng ta sẽ nấu ăn bằng trái tim. Em với Khánh sẽ nấu món cà ri đi. Còn em lo lòng nướng. Nướng, bởi vì anh sợ than lắm rồi. Anh sợ than lắm rồi. Lần đầu tiên nấu ở cánh đồng như này đúng không? Dạ, yeah. Lộng gió mát mẻ lắm anh ạ. Nhưng mà đây không chỉ là một cánh đồng bình thường. Đó, đằng xa xa có nhìn thấy không? Wow. Đây chính là cánh đồng điện gió tại Ninh Thuận. Ồ. Hồi đó em đi ngang qua con đường rất nhiều, em thấy rất là nhiều cái cột điện gió như thế này. Nhưng mà lần đầu tiên em đứng ở dưới nó và nấu ăn như thế này. Nấu những món mà từ trước giờ mình chưa bao giờ ăn luôn. Đêm nay và đêm trăng tròn nữa, rất là tuyệt vời. Trời ơi. Trời, gió thổi mát nữa rồi. Gió thổi mát nữa rồi, mọi người làm đi. Dạ rồi. Bây giờ cái món nướng thì phải có những cái quy trình và những cái nguyên liệu như nào anh? Trước tiên là mình róc. Mình róc xương, mình róc thịt bớt cái xương này đi. Mình khứa cái mặt da nó để mình ướp cái gia vị cho nó nhanh thấm hơn. Đây, đây là cái lá quan trọng nhất. Không, đây. Mấy bạn thử đi. Thử đi. Anh ăn được luôn hả? Ăn được. Nó hơi hăng. Đây là lá sầu dông của vùng Ninh Thuận này. Sầu dông. Lá sầu dông. Lá sầu dông. À, đây là cái lá gì anh? À, lá này em biết. Lá này là ở trên thành phố là người ta hay bistec. Làm bistec. Đúng rồi. Và người ta bỏ cái này, lá này kế bên. Nó rất là thơm, cái mùi rất là đặc trưng luôn. Cái này gọi là lá gì ta? Là hương thảo. Rosemary. Rosemary. Còn cái này là lá sấu đúng không anh? Cái này là lá cà ri tươi. Nó cũng đơn giản. Giống lá sấu, cà ri tươi ha. Rồi. Một bạn là sẽ giả cái này cho mình nha. Dạ, cái này giả ra là như nào? Huy, bỏ những cái lá vô mình giả. À, là mình giả hết chỗ này luôn ạ, giả lát bét luôn. Đúng rồi, giả. Mình có cắt bớt cái phần... Mình tuốt lá là mình lấy lá. Lấy lá giả. Còn bạn mình khứa thịt nhá. Lóc da đúng không? Không, không lóc da, mình khứa. Khứa để ngấm á. Wow. Khứa chéo chéo nè. Nhưng mà cái thịt nướng này là mình sẽ nướng nguyên tảng đúng không ạ? Đúng rồi. Bạn mặt ăn kho, mình ngâm nho khô này đây nhé. Cái này để nấu cà ri hay sao anh? Không, mình làm lát nữa mình trộn chung với salad nho. À, để trong đó em ngâm. Đúng rồi. Ngâm cái này với cái gì anh? Rượu nho. Đây, bây giờ mình trước khi mình bỏ tiêu, một ít bột ngọt, hạt nêm. Mang bao tay vô mình xoa bóp nó nha. Dạ rồi, ok. Khánh sẽ cạo cà rốt nhé. Rồi. Cà rốt nhé. Hợp với anh Khánh quá. Đây. Nấu cà ri bao giờ chưa? Em nấu nhiều. Chỉ có chưa nấu cừu thôi đúng không? Chưa nấu cừu. Đi gà, rồi vịt nữa đó. Có bạn nào chưa làm đúng không? Nhưng mặt quăng kho làm nha. Làm gì anh? Đây. Em làm gì này? Khó nhất đây. Đây. À, đập xả. Đập xả, à. Mình bầm. Anh ơi, anh thấy cỡ như này được chưa hay là em cần phải ấy cho nó nát hơn nữa? Rồi, được rồi đó. À, được rồi ạ, ok. Là thái lát à anh hay là thái lát? Rồi, bây giờ em sẽ đổ cái này vô cái cù này. Ờ, đúng rồi. Đây, mình có tỏi phan rang đúng không? Dạ, đúng rồi ạ, tỏi phan rang. Em mới nói tỏi phan rang, đó là một thơm. Tỏi rất là thơm. Rất là thơm, rất là cay nồng, nó cay nồng. Dạ. Anh ơi, cái công thức này ấy, là nó xuất nguồn từ Việt Nam mình hay là ở từ đâu anh? Đúng rồi, từ địa phương này. À, mình tự cái nguyên liệu rồi. Này địa phương mình mà. Cái lá này cũng là lá địa cả phương. Cả cái lá hương thảo kia là mình cũng trồng được luôn hả anh? Đúng rồi. Hay quá. Đó chính là cái hay của Việt Nam mình, cái ẩm thực nó rất là phong phú. Phong phú. Bởi vì mỗi một cái vùng miền, một cái tỉnh ấy, thì có một cái những cái loại lá rồi những cái gia vị riêng đó. Rồi Việt Nam mình cái gì cũng có em ơi. Trái cây nguyên liệu cái gì cũng có. Đẹp trai cũng có. Mặt kỳ cũng có. Mặt kỳ cũng có. Không. Ý là em nói là anh Khoa mặt kỳ lạ có duyên á. Rồi cho bây giờ mình để cho thịt nó thơm quá, thơm quá. 20 phút. Rồi. Rồi bây giờ em làm gì tiếp hả anh? Rồi. Bây giờ mình nhóm lửa trước đi. À, nhóm lửa hả? Thật là vinh dự khi được là người thổi lửa cho ngày hôm nay. Sao nó không lên ta? Dặn ra. Rồi. Đúng rồi. Có lễ em hiểu không? Trước giờ anh là thánh than, nhưng mà ngày nay tới em là anh phải có cái lễ em trao cho em. Đây là lễ nhượng quyền. Ok. Sau bao nhiêu thời gian nhóm lửa,
anh đã đen hơn cục than rồi. Anh đã đen hơn cục than rồi. Ngày hôm nay anh quyết định nhường cái vị trí này cho em. Hy vọng rằng em sẽ dùng cái tâm, cái sức, cái con tim của mình. Em xúc động quá. Để hoàn thành. Phải làm sao? Để hoàn thành được cái trách nhiệm này. Đúng. Em hãy giữ cục than này tới cuối đời nhá. Anh đi đây. Hy vọng rằng em sẽ không đen như anh. Anh đi đây. Hy vọng rằng em sẽ không đen như anh. Mình giã cho nó ra nước ha. À, giã. Đây, giã cho nó có lực đi. Anh ơi, sao em không thấy màu hồng mà em chỉ thấy màu trắng vậy? Trắng là cái tàn của nó đó. Thôi, vậy được rồi đấy. Rồi bây giờ tắt sao nhở? Hôm nào anh sẽ đưa em một cái quyển sách. Hướng dẫn thổi lửa à? Bí kíp nhóm than, bí kíp nhóm than. Anh tham gia chương trình, anh đã viết một quyển sách mà hôm nay anh đưa cho em. Wow. Em cứ học như vậy. Giống như là tự truyện nghe anh. Đúng rồi. Huy mà gọi là thành công là Huy sẽ đen nhanh không? Huy sẽ đen nhanh không? Sao cái lôi cái da anh ra thế nhỉ? Anh đen là bởi vì anh dầm mưa dãi nắng. Cái nắng của miền Trung đã làm anh đen. À. Chứ thực ra trước khi đi tham gia chương trình anh trắng như một bông bưởi. Trắng như một bông bưởi. What? Nếu anh không đen thì ai là người mang cái món ăn đặc trưng mang những cảnh đẹp tới cho quý vị khán giả coi? Rồi đúng rồi. Đúng không? Em không ngờ anh không có sĩ diện gì luôn á. Không có sĩ diện gì luôn á. Sao có sĩ diện em? Thằng này không hiểu anh gì hết. Anh chỉ trắng hơn cái bao tay của em hơn qua. Mày lột cái bao tay ra. Lột cái bao tay ra. Anh qua. Anh đừng quỳ không? Anh không ngờ hôm nay là ngày cuối quay ở miền Trung rồi mà các em đối xử phân biệt với anh như vậy. Thế ăn xong rồi đúng không em? Dạ đúng rồi. Bắt đầu mình chuẩn bị mình nướng nha. Bây giờ màu cù này mình thêm cho một ít tương ớt chua lên mét đi. À rồi à. Thêm màu. Gừng là em đã giã rồi này anh. Đây. Bên mặt còn lại nữa kìa. Giờ cho rượu. À. Mọi người ơi, cho rượu vào trong gừng giã nhỏ nhá để khử cái mùi của cừu. Ồ, là mình dùng rượu nho luôn hả? Đúng đúng, rượu hay nho quá, luôn. Hay quá, hay quá. Mình dắt đi, mình thò tay mình bắt. À. Rồi bây giờ vắt nào đây, anh. Đây 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 đây, để em khóa lại chứ. Ok. Rồi, dắt vô nhá. À này để nấu cà ri đúng không anh? Đúng rồi, nó đã. Hay nhờ. Thế là quá, cái cà ri nó có cả vịt nho nữa anh. Đúng rồi. Hay quá. Nghệ quá thiệt á. Rồi. Rồi bây giờ anh nghe. Ơi, miếng thịt em ướp như này nhìn chưa nướng là đã ghiền rồi. Ừ. Thơm. Thơm quá. Bây giờ bắt đầu hai bạn nướng nha. Dạ rồi. Nhớ lửa là lửa nhỏ nha. Dạ rồi. Dạ vâng. Nhưng mọi người thấy là nãy giờ Tùng đứng Tùng massage, Tùng chà đĩa, Tùng chà đi chay thì nãy giờ miếng thịt nó đều rồi. Thôi giờ vô nướng. Let's go. Rồi mình cho ít tỏi băm nè. Một ít bột cà ri bột á. Rồi ok. Bây giờ Khánh cho một muỗng cà ri nước vô nha. Cho mình cho ít hạt nêm. Rồi, ít bột ngọt ha. Ít tiêu ha. Bây giờ Khánh biến cho ra chai nước mắm mình nêm thêm miếng chai nước mắm hả anh? Ừ. Ý chết. Chai nước mắm em để đâu mất, em bớt tiêu rồi. Người này quên còn có người kia nha. Hay quá. Yeah, rồi. Thật. Rồi mình cho một ít sa tế ha. Không. Bây giờ mình sẽ căn theo giờ khoa học của bò. Ví dụ là mấy giờ bò nó đi về tổ của nó. Hai em à, anh có đeo đồng hồ. À hay quá. Yeah, ok. Anh đang chụp hình đàn bò. Anh nghe thấy Huy nói bò nó đi về tổ của nó là sao? Con bò như vậy con chim mà đi về tổ. Nó có chuồng mà. Có không em? Có không? Dạ, em nghe nó cũng hơi lạ lắm á. Em không biết là đúng hay không ạ. Em đi ra xin lỗi con bò nha anh. Lời bài hát không có mà cho Sam nói như vậy. Thôi được rồi. Cho em làm. Làm đi. Thay mặt Quốc Khánh xin lỗi những chú bò nha. Bây giờ cù thì đang nướng, bên đây cà ri thì đang ướp bây giờ ạ. Tụi em sẽ làm cái gì đây? Đây, mình cắt rau củ để lát nữa mình nấu với cà ri nha. Quy vô cắt rau củ quả đi. Dạ. Đây. Đây, chuyên ngành của em rồi, cắt rau củ quả.
Hồi nãy mình nghe thấy cái lá cái mùi nó ăn, nhưng mà khi mình nó ướp thịt cho xong rồi mình nướng lên á, cái độ nóng của lửa làm cho cái mùi nó rất là đặc trưng, rất là thơm. Em nghĩ cái mùi của cái lá này là chủ yếu là để làm cho cù không bị tanh đúng không ta? Đúng rồi, nó át cái mùi cù. Cù dê đều có những cái mùi rất là đặc trưng. Em như đôi khi em tưởng tượng chứ hả, với gương mặt của em, với cái đầu của em mà kết hợp với làn da của anh là chắc người ta ghét lắm luôn á, chắc người ta ghét lắm luôn á. Sao ghét em? Nó không có gì để đẹp hết. Nó không có gì để đẹp hết. Mỗi một cái vẻ đẹp nó đều có một cái tố chất, có một cái sự tỏa sáng riêng của nó. Đúng, em cắt khoai tây đi, em cắt khoai tây đi. Giống như quả khoai tây vậy. Giống như quả khoai tây vậy. Ủa, bò thì về tỏ, khoai tây thì kêu quả. Quả khoai tây. Em là có rap ứng biến được không? Dạ được chứ anh. Ôi vậy thì bây giờ nhìn miếng thịt tiêu trên miếng thịt than này, em rap cho anh một đoạn. Vô. Vô. Đây là miếng thịt cừu, yeah. Tôi đem miếng thịt cừu, yeah. Anh ơi, mình đều đều cái nhịp lại được anh. Không, bây giờ em ráp đi, tụi anh khỏi làm. Yeah, okay. Ok. Đây là miếng thịt cừu, ướp được ướp cùng nho lên men. Ồ, vô. Tôi đứng kế anh Mạc Văn Khoa, Mạc Văn Khoa thật điên. Tôi đứng kế anh Mạc Văn Khoa, Mạc Văn Khoa thật điên. Tôi đứng kế anh Mạc Văn Khoa, Mạc Văn Khoa thật điên. Ồ. Em xin lỗi anh, cái vườn nó vậy anh. Cái này trong giới người ta nó gọi là nó điếc anh đó, nó điếc anh đó. Nó điếc anh. Phản lại. Ok, anh phải phản lại. Vô đồ rap. Vô. Đây là miếng thịt kiều được nướng bởi Tùng. Nhìn rất là khùng, nhìn rất là khùng. À, hết thôi. Vỗ tay cho anh, vỗ tay. Cái rap anh nó nhùng thế nào á? Cái rap anh nó nhùng thế nào á? Rồi đi ra. Anh đang bị mất tiếng. Thôi, không ngồi đây đít nhau nữa. Rồi anh xào đồ đây. Rồi em xào gì anh? À, bây giờ mình xào tỏi. Đang đợi tỏi anh ạ. Hành tím. Xả cho nó thơm lên. Rồi mình bỏ cù vô, xào cho nó săn thịt lên. Dạ. Rồi, bỏ chung vô. Có 10 cm. Đó nó thơm là mình cho xả nha. Cho nó nhảy mùi lên cái mình bỏ thịt vô ha. Cho vào đi em. Rồi bắt đầu nó thơm nè, bắt đầu nó thơm rồi nha. Ui giời ơi. Thơm quá. Ôi. Mình xào sơ đúng không anh? Đúng rồi, xào cho nó thơm. Nó xăng, thấm nó, đúng nó xăng, xăng nó thấm gia vị vô. Trời. Bây giờ mình sang nồi nhé. Sang nồi. Rồi, mình sẽ cho nước dừa vào nhé. Rồi biến ra trái dừa đi Khanh. Cái gì? Biến ra trái dừa đi. Ý anh là trái này đó hả? Ý anh là trái này đó hả? Hay không? Em cầm nãy giờ đổ hết luôn đúng không anh? Đúng rồi, đổ hết đi. Ui, hết một trái dừa luôn đúng không? Đúng rồi. Mình hết một trái dừa luôn. Cái quan trọng, cái lá mới này là lá gì? Cà ri đúng không? Dạ. Đó, mình bỏ lá cà ri. Mấy lá anh? À, bỏ hai nhánh. Đây là lá cà ri tươi nha. Phải có lá cà ri vô. Đấy. Xong. Đồ anh đã xong rồi đó em. Rồi, bây giờ chúng ta làm món salad đi. Chắc em phải ngồi nghiên cứu kỹ cái món này. Tại vì salad là cái món mà con gái rất là thích ăn. Đó, em sẽ về chinh phục phụ nữ. Vậy hai đứa qua bên kia làm món đó đi. Để em chiên khoai cho. Mỏng nữa. Mỏng nữa. Mỏng nữa, mỏng nữa, mỏng nữa. Bình tĩnh nha. Đủ mỏng chưa anh? Rồi. Đúng rồi. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Em nghĩ là em cũng còn năng khiếu đấy. Hay là em theo học anh Hiếu một khóa nấu ăn nhỉ? Về để đi tán gái. Đúng vậy. Chiên cả khoai tây, cà rốt luôn này anh. Đúng rồi. Ồ, lần đầu tiên em ăn cà rốt chiên á. Khoai tây với khoai lang thì ăn rồi. Thường mình chiên cái này để tạo cái màng. À, khi ăn mà nó hơi dai dai rồi. Cái mình nấu nó không bị bể. À. Rồi ạ. Rồi. Rồi, cái này mình cắt khúc như 10cm nhé. Bây giờ nho thì mình cũng phải cắt làm đôi thôi.
Tầm này được chứ anh em, phải một chút xíu nữa. Một xíu nữa đi Kho. Vâng, ngày hôm nay thì anh em ekip ngoài thiết kế âm thanh ánh sáng, ngoài thiết kế gian bếp quay phim ra thì cử hai người đi chăn bò. Bởi vì tại sao chúng tôi muốn có một cái bát đao rất đồng ruộng. Vì vậy khi con bò là cứ phải lừa qua lừa lại để cho là nó có một cái bát rau nhìn rất bò. Đúng rồi đó. Bây giờ là cho nước cốt dừa vô được đúng không? Cho một giá thôi. Giờ mình vớt này ra cho anh, em sợ chiên nó bị dai. Được rồi đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chú chăn bò mới nói cho bò về chuồng đi các con. Cho bò về chuồng đi các con. Nó không chịu làm diễn viên nữa. Vâng, xả vai, đi về tổ đi các con ơi. Đó, chú chăn bò mới nói là chương trình khi nào phát để chú canh, cứ quay con bò của chú. Phát vào lúc 15 giờ chiều chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình tụi con là chương trình ẩm thực kỳ thú ạ. À. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Chất lượng đấy, nồi cà ri đặc đấy. Ba dầu một giấm nhá, một muỗng mật nho. Bây giờ mình còn thiếu nguyên liệu gì nữa? Muối tiêu. Rồi chế, em quậy đều lên. Rồi ok. Nào mình lên dĩa nào. Lên dĩa, lên mâm đi mọi người ơi. Trộn rất xong chưa em? Dạ rồi, xong rồi anh. Thịt chín trước anh ơi. Thịt bây giờ là chín rồi, em giữ cho nó ấm miếng thịt thôi. Cà ri thì quá ngon rồi, còn chờ đợi gì nữa mọi người ơi. Lên mâm thôi nào. Thịt cừu nướng lá xào rông. Đầu tiên, dùng rào khứa nhẹ trên bề mặt thịt cừu. Ướp cừu với tiêu, muối, bột ngọt, hạt nêm, tương ớt, lá xào rông giã nát, một ít rượu nho và thêm mật nho nữa nha. Massage cho thịt thấm đều gia vị, ướp trong 20 phút rồi nướng trên than hoa, để phần thịt trong khi nướng không bị khô, ta quét dầu ô liu trong quá trình nướng nha. Ôi, nhìn miếng thịt cừu kìa, mềm, thơm, lại còn mọng nước, đảm bảo ăn vào là quên mối về luôn đấy. Ăn thịt cừu phải có salad nho, ăn kèm với đá. Bắp cải cắt mỏng, salad cắt miếng vừa ăn, nho cắt đôi tách hạt. Nho khô chọn những quả to và đều màu nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm một công thức giấm tuyệt hảo. 3 muỗng dầu ô liu, 1 muỗng giấm, 1 muỗng mật nho. Trộn đều với phần salad là chúng ta có ngay món ăn kèm không chê vào đâu được rồi đấy. Cà ri cừu. Để món cà ri cừu được thơm ngon, phải nhớ khử mùi sạch sẽ với gừng và một ít rượu nha. Sau đó ướp cừu với xả băm, hành băm, bột cà ri nước, hạt nêm, tiêu, nước mắm, sa tế và một chút mật nho. Sau 5-10 phút, thịt đã thấm gia vị thì phi thơm hành tỏi rồi cho phần thịt đã ướp vào xào sơ lên. Thêm nước dừa và bí quyết của món này là lá cà ri. U chua chua, thơm quá. Nấu trong 10-20 phút thì cho phần cà rốt, khoai lang đã chiên sơ vào, nêm nếm vừa ăn là chúng ta có thể thưởng thức được rồi. Cà ri đậm vị, ngọt nước. Còn thịt cừu á thì mềm, thơm, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Thưa các bà, các mẹ, các chị cùng tất cả quý vị khán giả, bình thường Khoa sẽ nói nhiều cảm nhận về bữa nấu ăn ngày hôm nay, nhưng không, món này phải ăn nóng mới ngon. Bây giờ không nói gì nữa, ăn ngay cho nóng. Ok thôi, ok. Bây giờ mình ăn sườn trước đi anh hả? Ăn sườn đi cho nóng, nướng là cứ phải ăn nóng mới ngon. Có cụm sườn đó mọi người. Ôi cái mùi thơm quá anh ơi. Thơm quá. Sao nhìn chúng ta đây, ba chúng ta là đây, những người có những cây sườn ở đây. Mọi người nhìn nè, một dĩa chỉ có 3 cây sườn. Thật là quý giá. Đồ thơm lắm mọi người ơi. Nè, cái da thì giòn. Nè, thấy không? Lấy răng mình cảm nhận cái da nó giòn nè. Cắn một cái nha. Rồi. Đang tính cái cụm sườn. Nó giòn hình luôn nè. Nó béo. Ăn xong chưa để anh lên chào máy này. Bước xuống đi, lên đây với em.
ăn rồi sao buồn thế vậy? Vừa rồi là màn ăn của những người không biết lịch sự là gì. Sau đây sẽ là màn ăn của những người tinh tế, lịch sự, nhẹ nhàng. Dài quá. Đúng rồi, con kiều này dai nhưng mà ngon. Nhưng mà thấm, rất là thấm vị. Đúng rồi. Thấm vị. Thôi về đi anh. Ngon quá. Trời ơi. Vậy mà ăn chung miếng da đúng không? Dạ, cái lá. Lá gì ta? Lá sầu nhập. Lá sầu chung, ngon quá anh ơi. Anh thịt nó dai, nó ngọt ha. Đây mới là đường nướng. Lá này. Cái xương anh. Cái xương anh có được ăn xương đâu em. Cái xương anh có được ăn xương đâu em. Không. Thịt xương là phải ăn với salad. À. Cho anh xin một chiếc đũa nào. Ngon lắm. Tuyệt, nó béo. Lần đầu tiên em ăn salad nho. À, một miếng salad nho là phải có cái quả nho nữa. Có cả nho khô đây nhá. Nho có cả nho khô trong này luôn. Một miếng nho khô. Hay quá. Giống như cả một cái vườn nho Ninh Thuận trong miệng của mình vậy. Một vườn nho hiện về. Rất ngon quý vị ơi. Có phải đây là lần đầu mọi người ăn salad nho không? Lần đầu luôn. Em lần đầu luôn. Chứ bây giờ anh thử salad nho. Mình ăn thịt cừu xong mình nên uống rượu nho. Đúng. Đúng. Lý trí. Rồi, em mời anh. Rồi, cảm ơn Kho. Huynh đệ chúng ta, dù công sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện ăn kiều cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vô. 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 Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn tới cà ri. Rượu ngon phải có bạn hiền. Bạn hiền phải có thật nhiều cà ri. Đúng. Cà ri là phải ăn liền. Nếu mà không ăn liền, nó bị không ngon. Cũng vần. Đây, ngon quá. Da cừu. Rất là mềm đúng không? Rất là mềm. Khoai nó dai dai ấy. Ăn cái món nướng á, thì nó dai. Còn ăn món này á, thì nó mềm đúng không? Nó bùi. Bùi. Béo. Nhưng mà cái khoai nó lại không bị rão ra mà nó rất là kiểu sánh ấy. Tại mình chiên á. Kính thưa quý vị và các bạn, ngon quá ngon luôn. Không để mọi người ăn nó bị gián đoạn, cho nên hôm nay em xin phép đứng ở đây để chào tất cả quý vị và các bạn. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Ẩm thực Kỳ Thú vào lúc 15 giờ chiều chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Cholet Make Food đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình.